Gần 30.000 cành hoa và 300 cây hoa anh đào các loại được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến thủ đô. Cùng với đó là rất nhiều loài hoa truyền thống của Việt Nam đã được quy tụ tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Và vào 20 giờ tối nay thì lễ hội hoa anh đào 2019 sẽ chính thức được khai mạc và mở cửa đón người dân thủ đô cùng du khách quốc tế đến tham quan vui chơi cho đến hết chủ nhật ngày 31 tháng 3. Những mô hình và tiểu cảnh được kết từ nhiều loài hoa của Việt Nam và Nhật Bản thể hiện tinh thần văn hóa dân tộc của hai nước đang được gấp rút hoàn thiện. Cả khu vực tượng đài Lý Thái Tổ được biến hóa thành xứ sở hoa tươi rực rỡ, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mình thấy mọi người chia sẻ ở trên Facebook và mình rất là thích hoa anh đào nhưng mà chưa có dịp được ngắm, chỉ được nhìn trên TV mà thôi, nên là hôm nay rất là thích thú khi được đến đây. Cũng thật bất ngờ khi những cái hình ảnh của xứ sở mặt trời mọc đã hiện hữu ở ngay giữa thủ đô, mà như vậy là thể hiện cái tình hữu nghị Nhật Việt. Tôi thấy nơi đây rất đẹp. Hà Nội là thành phố rất yên bình và thật tuyệt vời khi được có mặt ở đây. Các hoạt động trong khuôn khổ của cuộc thi sẽ được bắt đầu từ tối nay như giao lưu ẩm thực hai nước, trình diễn múa truyền thống của Nhật Bản. Hai đại sứ hoa anh đào vừa đăng quang tối qua sẽ ra mắt công chúng trong lễ khai mạc.